Xin chào tất cả các anh chị em. Chúng ta gặp nhau trong chương trình Quang Tùng đầu câu diễn một lần nữa trong tuần này và bây giờ là lúc mà chúng ta có câu chuyện liên quan đến môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Sự kiện sẽ diễn ra vào cuối tháng này và vắt sang tháng 5 trên đất Campuchia. Và trong cái kết quả bóng thăm này thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tình huống mà có vẻ như là trước khi cuộc bóng thăm diễn ra thì nhiều anh em đã có thể dự đoán được. Đó là việc mà đội chủ nhà Uh, Campuchia uh, có nhiều lợi thế khi mà bảng đấu của họ uh, gần như không bao gồm những đội bóng có thể nói là giàu truyền thống, uh, giàu năng lực nhất ở khu vực Đông Nam Á. Uh, cụ thể là họ sẽ chung bảng với đội U23 Indonesia, uh, đội Myanmar, đội Philippines uh, và đội uh, Timor-Leste như vậy là nhẹ hơn rất nhiều so với cái bảng B của U23 Việt Nam bởi vì ở U23 Việt Nam sẽ phải chơi với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Singapore và U23 Lào. Chúng ta đều biết rằng đấy là lợi thế trong các cái cuộc bốc thăm ở nhiều nơi chứ không phải là chỉ ở khu Đông Nam Á đâu. Nhưng mà với khu Đông Nam Á thì mọi chuyện nó 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 có vẻ diễn ra thường xuyên hơn và có lẽ là cái điều này là cái điều cũng bình thường thôi. À, chúng ta phải chấp nhận cái cuộc chơi kiểu như thế này. À, và bỏ qua cái câu chuyện của nước chủ nhà Campuchia đi vì vì họ uh, có công tổ chức, họ bỏ ra nguồn lực để họ tổ chức, huy động nhiều nguồn lực đấy. À, cái vụ bản quyền truyền hình ý, là cũng lại uh, cho không như mọi khi thôi, chứ không còn tức là, là 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 được quy đổi theo những cái, cái cách khác nhau chứ không còn là phải trả bằng tiền cụ thể như cái mong muốn ban đầu của nước chủ nhà nữa mà như thế có nghĩa là họ sẽ phải huy động được những cái nguồn lực ở đâu đó sẽ phải có thêm những cái chi phí và giả sử như họ có một chút lợi thế nào đó để có cái niềm vui khi tổ chức cái sự kiện trên sân nhà như thế này thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là điều bình thường thôi anh em thì sẽ bảo rằng là ủi ao làng ở tôi nhưng mà tôi nói thật là um, ao làng thì ao làng thì ao làng nó vẫn có màu cờ sắc áo ao làng nó vẫn có những cái cái thứ mà mọi người cũng vẫn đang rất là quan tâm và nó vẫn tạo ra một cái sức hút nhất định vậy thì uh, mỗi thứ của một chi tiết đấy nó có đều có thể đem đến màu sắc cho một sự kiện và với cái mà chúng ta vừa nói thì nó cũng là một phần của cuộc chơi và chúng ta khi đã tham gia cuộc chơi chúng ta cần phải biết chấp nhận. Chúng ta cũng đã từng có lợi thế như thế, chúng ta cũng đã từng tận dụng được, đúng không? Bây giờ là lúc mà chúng ta phải đối mặt với những khó khăn. À, thực tế là nếu như chúng ta muốn khẳng định đối, bóng của chúng ta mạnh, thì chúng ta cần phải vượt qua những khó khăn như thế này. Và um, chúng ta sẽ nói tiếp về uh, cái cuộc chinh phục, uh, cái 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 sự kiện sea games của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Um, chúng ta biết là cái quá trình chuẩn bị uh, cho năm 2023 của bóng đá trẻ Việt Nam được bắt đầu với cái trận những cái trận đấu giao hữu uh, tại uh, Doha Cup uh, mà ông Truje lần đầu tiên uh, dẫn dắt với vai trò huấn luyện trưởng của U3 Việt Nam và chúng ta đã toàn thua trong cả ba trận, thua nặng trước những đối thủ uh, lớn mạnh như là Iraq hay là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thua trên chấm phạt đền trước U3 uh, Kyrgyzstan um, nó làm cho chúng ta thêm phần lo lắng cho cái quá trình thay đổi của bóng đá trẻ Việt Nam chính xác hơn nữa là thay đổi cho cả nền bóng đá nhưng bắt đầu bóng đá trẻ bởi vì chúng ta thay đổi triết lý chơi thay đổi người dẫn dắt và phải chịu những cái áp lực nhất định ban huấn luyện uh, ekip của huấn luyện viên phải chịu những áp lực nhất định và với cái bảng đấu uh, tại sea games lần này uh, gồm những Thái Lan Malaysia Singapore những đối thủ có thể nói là đầy tính truyền thống ở cái đấu trường sea games thì uh, chúng ta đương nhiên cái áp lực đấy nó tăng tăng lên rất là nhiều chúng ta cảm nhận rất là rõ điều đó à, tuy nhiên với tôi ý, thì uh, tôi nhìn nhận cái cuộc chơi này nó nó ở mức độ gọi là trên bình thường một tí thôi không có gì là quá phức tạp cả tại sao lại như vậy thứ nhất Thái Lan vẫn luôn mạnh họ đã chơi tốt ở cái uh, giải uh, giao hữu vừa rồi ở Doha họ đứng thứ tư trung quốc này và họ đã thắng những cái đủ mà chúng ta đã thua uh, họ rất là nhiều những cái cái năng lượng ở trong cái 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 những cái, cái hoạt động gần đây và chúng ta cảm nhận được là họ vẫn là mạnh nhất. Ừ, hai kỳ SEA Games liên tiếp bóng đá cũng trẻ Việt Nam giành được tấm huy chương vàng nhưng không có nghĩa là bóng đá Thái Lan đã bắt đầu bị bỏ lại. Họ vẫn duy trì được cái chất lượng chơi của mình và giả sử nó có uh, gọi là hơi lên xuống một chút ở trong giai đoạn gần đây thì nhưng mà mình nên nhớ rằng là ở SEA Games thì họ vẫn là đội bóng uh, giữ kỷ lục với số lần vô địch, đó đó 11 lần đúng không? Đã, Malaysia là như là 5 lần thì tất cả những yếu tố đấy nó đủ để nói lên rằng là họ không phải là không có những cái sự quan tâm với cái sự cái này đâu nó có sự chút trồi sụt về về thế hệ thôi chứ còn họ vẫn là một cái quốc gia một nền bóng đá có sự chuẩn bị tốt vậy thì họ ở vị trí số 1 là đương nhiên và khi họ ở trung bảng của chúng ta thì điều gì xảy ra nó sẽ khó khăn cho một trận đấu trực tiếp mà chúng ta sẽ phải gặp họ tại vòng bảng nhưng nếu như nhìn được lịch thi đấu chúng ta hoàn toàn có thể coi cái trận đấu đấy là một trận đấu khó đi chúng ta bỏ sang một bên, chúng ta tính những cái những cái cái, cái, cái trận đấu còn lại. Và thực tế khi mà Thái Lan đã mạnh thì có nghĩa là những đối thủ như Malaysia, Singapore, tất nhiên là cũng có trong số đó đúng không ạ? Họ sẽ phải ứng xử với 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 đội Thái Lan như thế nào? Cũng chẳng khác gì chúng ta cả, đúng không? Và có nghĩa là cuộc đua sẽ chỉ còn lại cho vị trí thứ hai là Việt Nam, uh, Malaysia, Singapore và phần nó là nó đó là Lào. Nó 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 rất là rõ ràng như vậy. Có một đối thủ mạnh ở trong bảng thì nó có tạo ra một cái áp lực khó. Nhưng cũng đồng thời cái việc là chúng ta sẽ không phải tính cái việc mà tránh họ hay không tránh họ ở vòng bán kết. Bỏ qua chuyện đấy đi. Đúng không? Chả cần phải tính nữa. Bây giờ chúng ta đối đầu trực tiếp rồi. Chúng ta phấn đấu tốt, chúng ta sẽ cùng họ giành quyền vào vòng bán kết. Đó là một cách suy nghĩ. Nó không hoàn toàn là 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 là, là một kiểu suy nghĩ đúng nhá. Tôi cũng không dám không dám nói là đúng hay sai, mà vấn đề ở chỗ là chúng ta là chúng ta bỏ bớt được một cái việc Không phải tính họ tránh họ nữa tập trung vào cái việc mà gọi là chơi với họ như thế nào và cùng họ đi tiếp ra sao đúng không ạ và như thế có nghĩa là đối thủ sẽ là Malaysia, Singapore và Lào thì chúng ta thử hình dung lại xem là trong một vài năm gần gần đây thì Malaysia và Singapore là như thế nào tôi nghĩ rằng họ vẫn đang có trong quá trình chuyển đổi họ có 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 sự gọi là hơi hơi mất phương một chút trong quá trình xây dựng để bóng đá bởi vì trường hợp của Singapore chẳng hạn ấy, thì đã có lúc là họ nhập tịch Malaysia cũng vậy họ nhập tịch về để quyết tâm cho những cái mục tiêu ví dụ như là ở vòng loại World Cup chẳng hạn Malaysia là đã từng cố gắng đua với chúng ta ở cái giai đoạn 2017 2018 đó rồi đến 2021 22 cũng đua ở những cái vòng loại đấy thì nhưng mà nhập tịch rất là nhiều và cầu thủ nhập tịch của họ thì cũng có một phần nào đó là, là là, chất lượng nhưng nhìn chung là họ không thay đổi hoàn toàn được cái chất chơi cái kết quả chơi thế nên bây giờ là lúc mà họ có lẽ là phải phải làm lại singapore thì cái việc mà nhập tịch nó đã diễn ra trong nhiều năm trước và những năm gần đây thì chúng ta nhìn thấy là cái, cái, cái bóng đá trẻ của họ có nhiều cái cái, 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 nhiều cái gương mặt tích cực hơn thế nhưng mà nếu nói đến vấn đề chất lượng thì tôi cho rằng là cả hai nền bóng đá malaysia và singapore uh, không không ở một cái tầm chất lượng đủ lớn để mà tạo ra một cái chuyển biến lớn là tạo ra một cái thế lực thực sự mạnh ở cái lứa tuổi của mình à, với Malaysia thì chúng ta thấy là ở trong cái giai đoạn trước là nó nó có cái khó khăn trong cái việc mà chuyển đổi rồi nên là cái việc đầu tư tức là 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 đầu tư cho cầu thủ trẻ nó chưa được gọi là là tương xứng trong khi thì nhập tịch thì nó cũng không hiệu quả bây giờ nó cứ lững lờ thế này thì bảo rằng họ rất mạnh thì không tôi không nghĩ là như vậy cái truyền thống của họ năm lần vô địch thì đã đành, họ đã từng thắng chúng ta ở trận chung kết trên đất lào vào năm 2009 đấy những câu chuyện đấy là câu chuyện nó rất là lâu trong quá khứ rồi và đó là một cái tai nạn mà bây giờ cho đến giờ phút này chúng ta vẫn đang vẫn đang chưa thể tìm rõ được cái nguyên nhân thế còn với singapore ấy, thì có một cái câu chuyện mà rất nhiều người, người bạn của tôi có chia sẻ và tôi tôi nghĩ rằng là nó cũng nó cũng có lý do ờ, quốc gia singapore thì vốn dĩ không phải là đông dân họ là một cái quốc gia có một cái sự phát triển vượt bậc so với phần lớn uh, các quốc gia khác trong khu vực. Thu nhập họ rất là cao, đời sống họ rất là cao. Và cái việc chơi bóng đá ấy, nó là một cái cuộc chơi ấy, mang nhiều cái sự sở thích, mang nhiều những cái màu sắc của của vậy là tìm kiếm niềm vui trong rèn luyện thể thao tìm trong các cái gọi là game uh, để gọi là vui vẻ chứ rất khó để có thể phát triển cái trò chơi đó uh, trên trên trong, trong trên toàn diện cái số những người dân mang quốc tịch gọi là Singapore với một cái, một cái mong muốn để để vươn lên trong cuộc sống tức là những người muốn thay đổi cái số phận của mình thay đổi những cái 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 điều kiện sống của mình nhờ cái con đường đi chơi bóng đá à, chính vì vậy mà bóng đá chuyên nghiệp của Singapore đương nhiên cũng thế cũng bị ảnh hưởng và đội tuyển quốc gia các đội tuyển trẻ của họ cũng bị ảnh hưởng họ khó lòng gọi là huy động hết được những cái tài năng nằm trong cái tầm của họ đấy là một cái câu chuyện mà tôi không để ý lắm ban đầu nhưng khi nhận được cái sự chia sẻ của những người bạn thì quan sát lại thì nó cũng có lý do quả thật là cũng như vậy khi mà cái môn thể thao như môn bóng đá là cái môn mà mà mà, mà nó nó đòi hỏi một cái sự lao động rất là nhiều Đấy, sự quyết tâm rất là nhiều Đấy, lại còn phải phụ sự may mắn trong cuộc trong cái 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 quá trình rèn luyện quá trình chơi ở trong một cái tập thể nào đó nữa. Thế thì nếu như mà gặp phải một một một, một em một, một cậu bé nào đó mà lại có một chút năng khiếu nhưng lại sinh ra lớn lên trong một cái gia đình nó có điều kiện, Đấy, trong khi gọi là cái truyền thống bóng đá trình, truyền truyền thống yêu bóng đá trong cái ở cái đất nước đó ở cái khu vực đó ở cộng đồng đó nó chỉ mức độ vừa phải thôi thì quả thật nó rất là khó để cho, cái cái sự nghiệp mà gọi là thi đấu sự nghiệp cầu thủ của các cầu thủ này nó nó phát triển một cách rực rỡ nó, nó thăng hoa mà hết cỡ được đấy, đấy là một chuyện hoàn toàn có thể có thật còn ở những quốc gia giàu có như là đức như là anh chẳng hạn đúng không phần nào đó là italia chẳng hạn thì một cái quốc gia nó đông dân có nhiều cái, cái, cái điều kiện để phát triển và có một cái truyền thống phát triển bóng đá như thế có một cái giải vô địch quốc gia nó phát triển mạnh mẽ như thế thì cái việc mà một cậu bé mà ở sinh ra trong một gia đình có điều kiện giàu có chẳng hạn vẫn có thể đá bóng hay vẫn có thể gọi là phát triển sự nghiệp bóng đá của mình thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác vì nó môi trường nó đã khác đi rồi Thế thì cái yếu tố đó nó nó linh lại cái câu chuyện này, liên hệ lại với cái câu cái câu chuyện này thì tôi có cảm nhận là bóng đá Singapore cho dù có thể tạo ra cho chúng ta những khó khăn nhất định nhờ một cái lối chơi nhiều sức, nhiều thể lực, nhờ tầm vóc nhưng họ cũng không phải là một cái đối thủ đến mức độ là chúng ta nhìn họ với một cái tâm thế rằng là chúng ta không thể vượt qua. Đấy, thì khó khăn có thể có đến từ Malaysia, đến từ uh, Singapore về sức vóc, về thể lực, về kỷ luật có thể có nhưng chất kỹ thuật uh, chiều sâu trong cái lối chơi của họ là điều mà tôi không đánh giá cao uh, với đội tuyển Lào một uh, những trong những đội bóng quen thuộc của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á một người anh em láng giềng thì uh, chúng ta có biết rằng là họ cũng có những cái, cái 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 tham vọng thay đổi một một chút cái chất lượng chơi của mình nhưng nền tảng của bóng đá Lào trong nhiều năm qua thì nó cũng không phải là cái gì đó ghê gớm thế nên uh, chúng ta có thể xếp lần lượt thứ tự từ phía dưới lên ở cái bảng đấu này là uh, Lào Singapore, Malaysia, rồi đến Việt Nam, chúng ta chấp nhận ở vị trí thứ hai của bảng đấu này là hoàn toàn có thể kể lại được. Đây là một cái cái, một cái sự lựa chọn hết sức là khiêm tốt. Với Thái Lan, chúng ta mạnh dạn để cho họ ở vị trí số 1 đi. Hẹn gặp lại họ ở cái vòng đấu tiếp theo. Ví dụ như chúng ta lọt vào vòng bán kết, giải quyết được vấn đề của trận bán kết, chúng ta hoàn toàn có thể gặp lại Thái Lan. Và khi đó trong một trận đấu cụ thể, trận chung kết thì mọi chuyện nó đã có thể nó sẽ khác đi. Nhưng thôi để để nói đến chuyện trận chung kết thì nó quá xa. À, chúng ta cần phải giải quyết các đối thủ ở vòng à, bảng trước. À, như tôi đã phân tích ở trên, chúng ta có điều kiện, có cơ sở nhất định để có thể nghĩ đến việc là một là trở thành một trong hai đội đầu bảng giành quyền lọt vào vòng đấu tiếp theo của sea lần này. À, vấn đề còn lại là vấn đề của chính chúng ta, đúng không ạ? Con người như thế, lối chơi mà chúng ta đang xây dựng như thế với một ekip ban huấn luyện cùng huấn uh, luyện viên trưởng là mới như vậy, thì chúng ta có quyền kỳ vọng không? Uh, tôi nghĩ rằng là đây là một cái một đối với vấn đề có thể nói là khó uh, không, không không dễ để khẳng định đâu uh, bởi vì là chúng ta chuyển đổi lối chơi trong khi ở thời điểm này lực lượng của chúng ta ở cái lứa đúng tuổi 22 23 đó thì uh, chúng ta có vẻ hơi mỏng hơi mỏng uh, nhất là các vị trí tiến công uh, chúng ta phải đôn những em ở U20 lên nhưng không phải là chúng ta không có cơ sở uh, tôi tin rằng là quá trình Uh, chuẩn bị của huấn luyện viên Truzzi thì nó 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 không quá dài nhưng nó cũng đủ đâu đó nó có khoảng khoảng non hai tháng gì đấy để uh, chúng ta chọn lọc chúng ta gọi là sử dụng tất cả những cái lực lượng mà ông Truzzi đã từng biết và được bổ sung để rồi sau đó chúng ta sẽ có được một cái lực lượng uh, vào loại tốt nhất uh, cái điểm mà đáng lo ngại nhất cho cái lứa cầu thủ này uh, không phải chỉ là cái câu chuyện mà ta, chúng ta vừa đã nói ở trên đó là việc mà chúng ta thiếu nhân sự mà chúng ta thấy rằng là các em trẻ được thi đấu tương đối ít Đấy, thì trong tháng tư này với giải hạng nhất trở lại với V-League trở lại thì liệu các em có được chơi không? Tôi nghĩ là giải hạng nhất thì có thể có nhưng mà ở V-League thì là một cái một cái dấu hỏi rất là lớn. Thôi thì có kỳ vọng rằng là các em rất nhiều những em mà đã uh, được đưa vào tầm ngắm ấy, thì sẽ gấp rút trong một cái quãng thời gian có thể nói là tương đối ngắn có được một cái sự đổi thay uh, hấp thụ được chuyển hóa được cái triết lý chơi của uh, thầy uh, truzie để có thể giúp cho chúng ta duy trì được một cái lối chơi đúng như cái mong muốn để tạo nền tảng uh, thế còn nếu giả sử như đây không phải là một cái chiến dịch thành công thì uh, tôi cho rằng nó cũng không phải là vấn đề gì lớn cả vấn đề không phải là vấn đề lớn bởi vì là mục tiêu của chúng ta là đường dài là vòng loại un cấp là đội tuyển quốc gia. Thế thì cái việc mà chúng ta thay đổi từ các lứa trẻ là điều là điều tất yếu, chúng ta phải làm từ từ nền móng đúng không ạ, từ nền tảng các đội tuyển U20, U23 và triết lý đội chơi được thấm nhuần rồi chúng ta thay cho đội tuyển quốc gia, đấy mới là điều quan trọng. Thế còn chúng ta đã hai lần vô địch SEA Games liên tiếp rồi. Thì cái việc giả sử như chúng ta không còn có thể vô địch thêm một lần nữa nó cũng là bình thường. Nhưng trước hết là chúng ta phải thể hiện được cái 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 sự thay đổi về mặt chất lượng lối chơi đó về thay đổi về về triết lý lối chơi đó nó nó diễn ra trong một cái một cái lộ trình nó nhìn thấy những hy vọng nhìn thấy tương lai đấy là chi tiết rất là quan trọng à, tôi thì tôi đã từng có phát biểu với một số anh em trên báo chí rằng là vô địch sea games thì vẫn hơn chắc chắn là như vậy rồi ai chả muốn mong muốn có được một cái thắng lợi ở một cái đấu trường mà nó nó nằm trong cái tầm của chúng ta à, chúng ta bây giờ có thể không phải là số một ở lứa này nhưng chúng ta vẫn có thể tranh chấp uh, một trong những vị trí dẫn đầu và trong bóng đá thì chỉ cần một trận chung kết thì biết đâu đấy chúng ta cũng có thể có thắng thì sao đúng không ạ may mắn những chi tiết gọi là nó có thể nói là, 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 là trong bóng đá nó có thể xảy ra thì chúng ta còn có thể thắng trong một trận đấu uh, chúng ta có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thể hiện được cái cái triết lý chơi đó một cách nó, nó 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 chắc chắn nhất nó chúng ta làm chủ được cái lối chơi đó làm chủ được các cuộc chơi và trên cơ sở cái làm chủ đấy thì những cái tình huống khác uh, những cái tình huống mang nhiều cái lợi thế mang nhiều cái cái, cái nét thú vị nó có thể đến với chúng ta uh, có thể chúng ta sẽ không vô địch có thể chúng ta không bảo vệ được danh hiệu vô địch nhưng cái chi tiết về 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 về, triết lý đấy là một cái triết lý mà là một cái thứ mà tôi tôi chờ đợi thế còn nếu mà vô địch thì nó thuận lợi cho cả cái lộ trình của ông Trujillo vì ông ấy gọi là cho dù không phải là một người quá lạ lẫm với bóng đá Việt Nam nhưng dù sao đến đây mới là lần đầu tiên làm việc với đội tuyển cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam từ U23 với đến đội tuyển quốc gia với một 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 nền bóng đá với một cái đất nước mà người xem bóng đá luôn chỉ mong chờ những chiến thắng thôi thì áp lực nó sẽ lớn đến mức độ kinh khủng như thế nào nếu như ông Giê người thay thế ông Park Hang-seo lại không thể thắng ở một đấu trường như SEA Games. Thế nên là dù sao thắng thì nó vẫn tốt hơn nhưng một lần nữa tôi xin nhắc lại nếu như không thắng nếu như không vô địch thì chúng ta hãy nhìn vào đâu để mà đánh giá uh, cái, 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 công cuộc thay đổi này cái sự thay đổi triết lý của huấn luyện viên Diê với các đội tuyển bóng đá Việt Nam uh, chúng ta thừa nhận là lực lượng bóng đá trẻ của chúng ta lúc này nó không đều nó có thể nó nó hơi hơi gọi là hơi hơi tụt lại so với các lứa ở trên đấy là chuyện cũng sức là thông thường trong bóng đá nhưng trong cái quá trình thay đổi thì chúng ta cũng vẫn có thể có những hy vọng và xin nhắc lại một lần nữa cái cách đánh giá về một nền bóng đá nó tiêu chuẩn nhất thì nó vẫn phải nhìn ở đội tuyển quốc gia chứ không phải chỉ là bóng đá trẻ bóng đá trẻ của thái lan trong hai kỳ sea games lớn nhất họ có họ có vô địch đâu đúng không ạ họ vẫn là vô địch imf cup tức là số một đông nam á rồi đúng không ạ và thứ hai là nếu cho dù họ có thể bị tụt lại ở cái vòng loại world cup 2022 không giống như chúng ta nhưng họ gần như ngay lập tức có thể quay trở lại được ngay và thực tế là ở vòng loại World Cup 2022 khi gặp nhau ở vòng loại thứ hai thì chúng ta hai lần gặp đội tuyển Thái Lan cũng không thể thắng được thế nên hãy nhìn cái tiêu chuẩn ở đội tuyển quốc gia để đánh giá uh, chất lượng của một nền bóng đá đấy là việc thứ nhất còn nếu cái phần còn lại nếu có thì nó sẽ là giải vô địch quốc gia Thái Lịch họ cũng đang tốt như thế chúng ta hãy nhìn vào Thái Lịch và bây giờ V-League cũng đã bắt đầu trở lại rồi. Năm nay chúng ta có tới hai mùa giải V-League và hãy nhìn ở những cái giải đấu như thế, những sự kiện như thế để đánh giá chất lượng bóng đá. Còn bóng đá trẻ đương nhiên đó là tương lai của một nền bóng đá nhưng nó không hoàn toàn đại diện. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái cách nhìn, một cách đánh giá nó hợp lý hơn về cái sự kiện tới đây sẽ diễn ra trên đất Campuchia SEA Games 32 với đội tuyển U23 Việt Nam. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những thêm những câu chuyện, những cái điều thú vị để chia sẻ cùng nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.